chào tất cả mọi người. Hôm nay Tuấn Năng hiện tại đang có mặt tại bãi dài. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Tuấn đang có mặt tại Diên Lâm. Và sau lưng Tuấn đang có một lô đất này. Đến. Quay cho mọi người xem nha. Đây, đây trước của lô đất này là khu dân cư, ngay khu dân cư luôn. Cách ủy ban Diên Lâm rất là gần, độ khoảng mấy trăm mét thôi. Lô đất của mình là ngang 8 nha. Từ trụ này sang cái bờ xanh và đi tuốt xuống dưới luôn. Đoạn bắp với cả đằng sau luôn. Là tổng thể diện tích có 700 mét và có 200 mét thổ. Đường phía trước là đường đây, đường bê tông rồi, hiện trạng của nó phải 10 mét này. Và quy hoạch mở rộng 20 mét nữa. Và đây kia, cái chỗ cộng đồng đỏ đỏ kia chính là đường tỉnh lộ 8 luôn á. Rất là gần, rất gần các tiện ích xung quanh, rất thổ ơi, rất là đẹp. Hiện tại chủ đang có cần, hiện tại chủ đang bán, cần bán gấp nên để lại một cái giá rất vô cùng tốt. Các anh chị nào quan tâm có thể liên hệ qua số Zalo ở phía trên màn hình. Mình quay xung quanh một vòng để xem. Tôi đi lên một tí, rất là rộng, phù hợp để chỗ này phù hợp mình có thể xây nhập vườn này. Ở đây ngang 8 mét. Và đây, mình xây có căn nhà ở giữa, có thể sau làm vườn ở sau. Đi lại về Diên Khánh rất là gần. Rất là Diên Phước, đi qua cầu là đến Diên Phước. Ngay gần Diên Phước có độ khoảng mấy trăm mét thôi à. Cách ủy ban độ tí thôi. Mình về Nha Trang thì cũng chỉ mất độ khoảng 1-2. Về Nha Trang mất độ khoảng 12 đến 13 cây thôi. 10 cây đấy, đi đó thôi. Hiện tại đang trồng đậu này. Đất bên này không phải hai mặt đường nha. Cái này là đường của nhà người ta, để cổng hàng người ta chứ không phải hai mặt đường. Ok. Chứ đây đất của mình thì chỉ có một đường chính của nó là con đường bê tông này thôi, con đường bê tông 10 mét này. Và sẽ được mở rộng 20 mét này. Ô hai đường hai ô tô tránh nhau mà. Rồi. Quan tâm quý anh chị là quan tâm liên hệ Tuấn lại qua số Zalo ở phía trên màn hình hoặc ở phía dưới phần mô tả. Tôi xin cảm ơn.